Do hoàn cảnh đơn chiếc, người mẹ trẻ Lê Thị Nỉ phải gục nách hai con đến tận phim trường. Áp lực từ chăm con ngọn và tập luyện khiến nữ tài tử đổ bệnh. Trong tập phát sóng này, Lê Thị Nỉ sẽ cùng với con trai 15 tuổi lên sân khấu tài tử miệt vườn. Hóa ra con trai ấy chỉ là nữ cải nam trang. Đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Với Mỹ Duyên, hóa thân vào vai Trần Quốc Toản là việc không hề dễ dàng. Nhưng với lòng nhiệt huyết, em nhẫn nại trau dồi từng chút một. Chúc hai thí sinh vững tin vượt qua nhọc nhằn, trút hết tâm sức vì niềm đam mê đêm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thị Nỉ và Nguyễn Thị Mỹ Duyên sẽ đến với chúng ta qua một trích đoạn Tiểu Anh Hùng Nam Quốc của tác giả Bạch Long. Mời quý vị cùng xem và cổ vũ cho hai thí sinh. Nhìn con ngủ trong màn đêm,
lòng già thêm xót xa u hoài. Máu tứ thiên liền trúc bao tâm tình, chuyện hơi ấm cho con. Qua mảnh nhung y à này, điểm tàn canh dần hồng vừa lố dạng. Không con, màn đêm còn dày đặc, trống chi điểm canh tư. Thưa mẹ, đêm chưa tàn sao mẹ lại thức giấc? Ngại sương đêm thấm lạnh hại thân con. Thân con ấm là nhờ tình thương của mẹ, nhưng còn nhiều người mong được ấm tình thương. Giữa biên cương đêm lạnh buốt thịt xương, vì nghĩa cả họ lăn mình trống tên đạn. Họ thức suốt đêm lắng nghe từng tiếng động, ngồi im lìm gươm giáo chẳng rời tay. Đêm từng đêm, ngày lại qua ngày, nghĩ đến họ mẹ không đành an giấc. Còn con, Quốc Toản. Dạ mẹ. Mấy ngày qua con khờ vắng bóng, gây xôn xao dư luận cho mọi người. Theo bọn lưu manh côn đồ tụ bảy họp ba, gây ra điều tắc tệ, bất hiếu nhi chi tử mà. Mẹ, mẹ ơi, con thơ có phải là cỏ cây sắt đá đâu mà không biết yêu. Lòng vẫn ghi chữ hiếu làm đầu, tình mẹ với con như biển rộng sông dài. Show.
niềm kiêu hãnh của những đứa con yêu tổ quốc đang hiên ngang diệt giặc dư sang.
Một tràng vỗ tay cho tiết mục Tiểu Anh Hùng Nam Quốc thưa quý vị. Một cái tiết mục mà phải nói là nhận được rất là nhiều tràng vỗ tay. Mà khi mà hết tiết mục rồi, chị Ngọc Huyền vẫn còn vỗ tay. Và chị Thanh Hằng từ từ bước lên sân khấu. Cho chị được ôm vào lòng hai thí sinh tưởng chừng như ngồi ở dưới đã xem được một tiết mục rất là chuyên nghiệp chứ không phải là thí sinh nữa. Nỉ, hôm nay em đã tiến bộ thật nhiều, không còn nói gì hơn nữa. Từ lời văn, từ cách diễn của em nó đỉnh đạt, ngay cả Duyên luôn nữa. Ca, giữ được cái cột ca rất là chắc, không có thấy một cái gì sự yếu hết. Lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Ở về chỗ lại lẹ. Vâng, một tiết mục hết sức là hòa quyện giữa hai thí sinh là hai mẹ con. Chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ rất là thắc mắc khi mà xem là trước đây thì thấy chị Nỉ là ẵm đứa con có chút xíu đi thi à, mà bây giờ nó lớn dữ vậy rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Cảm động anh. Giám khảo Việt Anh xúc động. Một tiết mục tuyệt vời, một cảm xúc tuyệt vời của hai nhân vật dẫn người xem, dẫn người xem đi với cái tinh thần yêu nước. Đẹp, rất là đẹp. Cả hai dìu nhau, và cái thần thái yêu nước trong hai diễn viên thể hiện qua hai cái nhân vật đầy đặn, nó đẹp vô ngờ. Tôi cứ nước mắt suốt. Cảm ơn Nỉ có một thần thái của bà mẹ yêu nước thể hiện qua lời ca, cách diễn. Mặc dù có xíu vệt xíu nhưng không sao, cũng may em lướt qua được. Còn cái đó không thì phải là quên anh à, nghe cái trống dặn cái hết hồn à, ngừng còn lại tí xíu. Duyên thì con như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, rất chuẩn trong lời ca tiếng hát, rất thần thái khi nói về nước non, nhưng mà nó có những cái điệu bộ rất trẻ con, cực kỳ duyên dáng. Hát câu thầm tình, điều đó là chuyên nghiệp đấy, và điều đó làm rung tim khán giả đấy. Hồi nãy giờ Ngọc Huyền nuốt nước mắt vào trong lòng mấy lần, từ cái đoạn ao của Trần Quốc Toản ra quân cho tới chị Thanh Hằng lên rồi tới anh Việt Anh nói, tổng cộng là 4 lần, và lần này tôi hết giữ được rồi. Khi tôi đang coi cái tiết mục này và liên tưởng cái niềm ước ao của tôi á, tôi hạnh phúc và tôi mong muốn rằng bé Duyên là con của cô Huyền đứng hát trên sân khấu để truyền đạt lại những cái tình yêu thương, lòng yêu nghề của cô Huyền dành cho sân khấu. Nó sướng như vậy đó con, sướng đến mức độ mà hạnh phúc như vậy đó. Mà để không mất thời gian của khán giả, cho nên cô Hằng lên cô Huyền không có muốn, mà cô Huyền chỉ muốn ôm con và hôn con thật nhiều. Vậy con chạy đến ôm cô Huyền nha. Nhắc đoạn cái này, cái sự hôn, cái niềm hôn này là một cái niềm sung sướng của một người nghệ sĩ được truyền tải cùng với lại một thí sinh. Xin được cảm ơn phần nhận xét và những tình cảm của ban giám khảo dành cho hai thí sinh Lê Thị Nỉ và Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Và bây giờ là số điểm của giám khảo dành cho thí sinh của chúng ta. Bây giờ hai mẹ con muốn nghe, muốn thấy số điểm từ giám khảo nào? Vâng, em xin chọn anh Việt Anh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, số điểm dành cho Lê Thị Nỉ là 10. Và số điểm dành cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên là 10. Quá tuyệt vời. Mỹ Duyên muốn được xem số điểm từ giám khảo nào nữa nè? Dạ con muốn xem điểm của cô Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Đây là một cái số điểm mà
chị Thanh Hằng gửi tặng cho Nỉ nha. Trước tiên là vô câu giọng cổ rất xuất sắc, trong lòng câu giọng cổ cái chỗ nhảy lót tuyệt vời, sắp nhịp rất là tuyệt vời. Lê Thị Nỉ 10 điểm. Còn số điểm này cô Thanh Hằng tặng cho Duyên là vì một Trần Quốc Toản, tuy con không xuất sắc hơn tất cả những người nghệ sĩ chuyên nghiệp đã hát, nhưng con đã thể hiện đúng bằng tuổi của con, đúng bằng năng lực của con, thì con đã được hưởng trọn 10 điểm. 10 điểm. Wow, hai mẹ con nè nhận số điểm tuyệt đối từ hai giám khảo và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Hồi nãy vợ coi á, nổi da gà, nổi da vịt hết trơn luôn á. Hồi ôi, chúc mừng hay nha. Cái ước mơ từ đó tới giờ được đứng ở sân khấu bự diễn những tuần hồ quảng y như vậy, bây giờ được đứng ở trên sân khấu để diễn nè, vui dữ lắm. Rồi còn mấy Duyên thì sao? Cũng lần đầu tiên mà bận đồ tướng vậy luôn á, mà được ban giám khảo khen á là tiết mục diễn hay nên vui lắm, hạnh phúc. Thấy hai người vui á, Trung Nhã đây cũng vui lây luôn á. Thôi bây giờ ha, mình về mình tập luyện cho thật tốt để mà mình vô vòng năm. Yeah, yeah.